Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị cơ sở đoàn trên toàn địa bàn thành phố đã tổ chức hàng loạt các hoạt động sôi nổi và ý nghĩa. Lễ meeting kỷ niệm ngày thành lập đoàn vừa được Trường Đại học Ngoại thương tổ chức trong suốt tháng 3, tháng của thanh niên, tháng của tuổi trẻ. Hàng loạt các hoạt động hướng tới ngày 26 tháng 3 đã được Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức: hiến máu tình nguyện, ngày hội sách, ngày hội thể thao cho thanh niên, chiếu phim miễn phí, liên hoan văn nghệ, thu sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên trong toàn trường. Tại lễ meeting, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Anh Tuấn, hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương khẳng định, với hơn 70 câu lạc bộ sinh viên, đoàn thanh niên, hội sinh viên nhà trường đã luôn chủ động, nỗ lực tạo lập một môi trường rèn luyện cho sinh viên, góp phần cùng nhà trường giáo dục sinh viên một cách toàn diện. Thời gian tới, các phong trào đoàn cần đạt hiệu quả hơn nữa để tổ chức đoàn luôn là cánh tay nối dài, tập hợp sức trẻ, phát huy được bản lĩnh năng động và sáng tạo.